chào đồng chí. Cho tôi phỏng vấn đồng chí một chút được không ạ? Đồng chí đang làm gì đấy? Đồng chí đang làm gì đấy? Đang đuổi chợ. Đang hướng dẫn giao thông à? Đoạn đường này hay bị tắc đường đúng không đồng chí? Đúng rồi. Đồng chí ra làm việc tốt à? Vâng, bắt tay đồng chí cái. Rất hoan nghênh tinh thần của đồng chí.